Hello anh em nha. Thì hôm nay mùng 6 Tết anh em. Thì mình với chỗ con bạn mình, chỗ Nhân nè anh em, sẽ đi săn kiếm mồi nha. Khai trương ná luôn nha anh em. Thì bạn mình chào cái mọi người cái Nhân. Chào mọi người, chào các bạn nha. Hôm nay mình đi với cái ná quen thuộc của mình nha anh em. Và đi với khẩu dây resize 0.65 nha. Anh em có mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại mình để màn hình nha. Rồi anh em hãy theo dõi hành trình của anh em mình hôm nay nha. Lắm. Lắm, lắm nha ngay. Lắm cò nha nè. Lắm nha ngay. Cò trắng, cò trắng. Lầm 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 lầm. Nó bên đây nè. Nó này, nó nằm tại chỗ con đống nó luôn kìa. Không có nhích luôn à. Xong qua đây lội chỗ gần. Nhân tiếp tục lụm cò nha anh em. Lội thẳng ra. Ừ xéo vậy lội thẳng ra luôn. Ừ thẳng vào luôn đó đó đó, thấy không, đây đây bên tay trái nè đó. Chiếc lên chiếc lên chiếc lên. Ừ bóp cổ này, bóp cổ nó cho chết đi em. Thì sai 0.65 nha. Tiếp tục hạ cò bợ nha anh em. Tu thấy nó mệt. Cò trắng lên em ơi. Lụm kỳ lụm kỳ. Rồi tiếp tục. Tha lụ tôi kêu ông nhảy xuống. Ta nó góp bằng ba bằng đẩy. Ừ rớt chim nha anh em, rớt một em chim chảo chảo cò cò nãy bắn không kịp anh em, rồi quay ra tém chim chảo chảo luôn. Chạy đâu. Chim chảo chảo nữa nha. Hả? Ừ, mà đâu có thời gian đâu. Chó rồi. Nha anh em. Chó nha. Tiếp tục nha anh em. Lụm con nữa. Nhân lụm chảo chảo nè anh em. Anh bắn gớt chí này. Em thấy nó, cái tướng nó chết chưa? Còn hai ba con trên đây nữa này. Thì lụm cái con này trước đi rồi mình xử con kia. Sáng giờ nghỉ ăn Tết rồi bắt đầu bắn lại anh em. Hai ba con mới lấy lại cảm giác. Tết nhậu gung tay quá trời. Máy à? Rồi tiếp tục nha anh em. Lụm rồi Nhân ơi. Lụm rồi Nhân ơi. Lụm rồi em còn lép nha anh em. Lụm một em cò lép bên sông nhanh nữa nha anh em. Thì Nhân đang đang qua sông lụm nè.
ngay chỗ cái bụi sậy nè, phía dưới nè. Đó đó, xuống xuống, đi xuống, đi xuống đó đó, ngay đó đó, xuống luôn. Bên đây, bên đây, bên tay tay phải nè, đó đó, ừ ngay đó đó, lại tí nữa rồi. Dạ con gần chậm thu phí trên đây nè chú. Dạ dạ, nhân tiếp tục lụm được em còn lép nữa nha anh em, con quay YouTube. Xíu nữa lội với quang phải không, có cái cầu đằng này nè anh em. Con cầu này xíu nhân lội nữa anh em. Rồi thôi, tiếp tục nữa nha anh em. Chết cò lép nha anh em. Chết cò lép nha anh em. Bên sông nha, mới hạ cò lép bên sông nha anh em. Nhân lụm cò lép nè, cò bợ lúc này nhát quá anh em, giục lên nha. Có cò là được nha anh em. Nãy bìm bẹp cũng đã nè, nãy bìm bẹp mình xảy bìm bẹp khúc kia rồi. Rồi, bóp bọc nha anh em. Trâu thiệt luôn á, vì sai 0.65 nha anh em. Mấy viên luôn, bòi mấy viên luôn, mấy chết anh em. Tét đầu, tét mỏi. Rồi, thôi tiếp tục nha anh em. Rồi, chết con bẹp bẹp nhân ơi. Chết chạy chỗ rồi. Ngay đầu rồi, tôi bắn ngay đầu rồi, xíu đi. Cái này nè, cái này xuống nè. Chết đi, ngay đầu rồi. Ngay đầu nha anh em. Chết tươi, mì bẹp. Còn con nữa. Để con nó gào. Toán chết tươi hết con rồi. Bắn bòi nó nghe nè, đói nè. Nhân qua lụm bị bẹp nha anh em. Nãy giờ mình bắn bòi mấy phát à. Cái đầu bắn đầu tiên bắn ngay đầu rồi. Hết chạy. Chụp nó nhân ơi, chụp nó nhân ơi, xiết nhân ơi. Ấy luôn hạ kết liễu nó luôn. Ngay đầu. Con kia ở trong á. Ừ. Còn con kia là ở trong á. Lại đây nè, lại chỗ cái miếng này lội dễ xuống nè. Thì sai 0.65 tiếp tục hạ bị bẹp nha anh em. Chỗ nhân đang đang lụm con bị bẹp về kìa anh em. Bắn trúng đầu nữa. Chết không? Chín ngắt hả? Chín ngắt hả nhân? Chín ngắt hả? Quên, đang đánh thở lại. Nói chuyện cái nước vô luôn à. Con này hơi tơ nha anh em. Bìm bìm này hơi tơ. Trúng ngay đầu mà chết ngay, chết tốt luôn mà.
con kia mấy con bự. Kia bự gì bá. Con kia nãy tao dụ nó qua mà nó không qua. Rồi thôi tiếp tục nha anh em. Bữa nay là nhân là thánh lụm chim nha anh em. Thánh lụm chim. Thanh nhân. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Nhân bạn mình nó ra lụm cò nha anh em. Sáng giờ nhát quá trời luôn, dừng xe lại lỡ bay, dừng xe lại bay. Nên lụm được một em này nè anh em. Hả? Phải bắn hai con đi, chẳng lượt tôi lụm luôn cho rồi. Dục lên, dục lên. Hay là ôm nó lên luôn cũng được. Cò nha anh em, mập bù luôn phải không? Anh em ơi. Cũng mập. Ngay đầu. Ngay ấy anh em ơi. Ngay cổ, ngay cổ cúp. Ngay cổ cúp nha anh em. Vì sai 0.65 nha. Anh em nào có mua thun bi thì cứ liên hệ số điện thoại mình để màn hình nha anh em. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Cô dằn nha anh em. Mới bắn chết con cô dằn thì cam nó hết pin đó anh em. Lấy điện thoại quay luôn. Vì sai 0.65 nha anh em. Đây. Cô dằn đây anh em. Quá máu luôn. Cứ dằn nha anh em. Nha. Rồi, tiếp tục nha anh em. Đi độ lũng sợ này. Bể ngáo. Nát gáo. Rồi bỏ bọc nha anh em. Rồi anh em tiếp tục nha. Rồi mới về tới nhà nha anh em. Thì mình với Nhân sẽ khoe thành quả với anh em nha. Rồi màu em mềm đẹp. Cò bợ này nè. Nổ ra cho nhanh Nhân. Ừ, coi chừng nó bay đó. Thì kết quả của mình với Nhân đi một buổi này anh em. Hai cò bợ, một bìm bẹp, hai cò lép, hai cu dằn với ba bốn chảo chảo nha anh em. Rồi anh em nhớ xem video và đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Anh em có mua thùng bi thì liên hệ số số điện thoại mình để màn hình nha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em.